Lại gì Exciter rồi, lại gì Exciter rồi. Đã trộn một con chó lâu đâu mà Exciter. Đỗ đại học làm quả donate 1.000 sao nha anh. Được em ơi, cố gắng đỗ đi. Cho anh 1.000 sao nào. Hôm nay mọi người, hôm nay được X2 đấy. Hôm nay là Facebook người ta cho cái chế độ là X2 rơi sao ấy, là anh em cố gắng nhặt sao tặng cho mình nha. Hôm nay làm 2k đấy còn gì nữa. Ủa rồi ôi, từ giờ nhá, từ ngày 24 đến ngày 30, ngày nào cũng stream thì mẹ mắc binh cho anh em xem luôn. Tí nữa sao nó mà nhảy lên màn hình thì mọi người nhặt rồi mọi người tặng lại cho mình. Anh em nhớ là sao ấy thì anh em nhặt, à anh em lấy, nghĩa là anh em nhặt được sao ở livestream nào chỉ tặng cho người đấy thôi. Anh em mà thoát ra là bị mất luôn đấy. Nên là mọi người có mà nhặt được thì nhớ tặng cho mình nhá. Các bạn nam Đỗ Đại học nguyện hiến dâng thân xác cho anh thôi em ơi. Anh lấy thân xác bạn nữ thôi, anh không lấy thân xác bạn nam đâu. Ừ, nói chung là mọi người nhặt được sao thì mọi người phải tặng ngay nhá. Để lâu cất châu hóa bùn ấy. Video giúp sinh nhật không ai chú ý, chỉ chú ý mỗi răng. Ôi đã bảo với anh em rồi, Duy thử độ bền mà. Đợi sang tháng đi, đợi gom đủ lúa Duy đi trồng răng được chưa? Ok. Gom được một nửa rồi, gom được một nửa số tiền làm răng rồi. Làm cả bộ đấy là hết ra khoảng 46 củ thì Duy đang có khoảng 20 củ rồi. Tiết kiệm thêm khoảng 20 củ nữa là Duy đi mẹ mày đập bộ nhá luôn, được chưa? Hết luck với anh em rồi đấy. Mình mà không làm streamer thì mình cũng chả sửa răng làm gì đâu, nhưng mà thôi. Đây rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Why are you bullying me? Happy birthday to you. Ui dồi ôi, tí nữa thì đi mọi người ạ. Đậu xanh gì cỏ mori với nè thế là bỏ đi. Con này mang tóc hành ngon hơn hay thiêu đốt? Ngon, con này cầm thiêu đốt ngon hơn anh ơi. Thiêu đốt nhỉ? Con này cầm thiêu đốt kích hoạt cái chinh phục solo coi như là vô địch luôn đấy. Lại luyên thuyên cái gì, đã bảo là răng của Duy là đo mặt đường, anh em hiểu không? Những anh em nào mà cái thời 96 của mình mẹ nó đua xe nhiều lắm. Ngày xưa cũng đú đởn đi hiểu không? Đi với các anh hiểu không? Bo xe bo xiển thì mẹ mày con mẹ nó đường luôn. Đậu xanh. Anh Camille ơi. Happy birthday chú Diu. Ok, nice. Con này cầm chinh phục ngon nhất mọi người nhá. Con này cầm chinh phục nhá, đừng cầm chú săn mồi. Đây rồi. E cộng chiêu đốt trên luôn à. Uầy, không trên. Đậu xanh, thiếu cái quy anh em ạ. Hợp lý. Thế nhá, đi ai, thế nhá. Hello. Ôi, đậu xanh. Ơ, à, sao mình thấy nó bách về nó lại chạy bot à? Được vãi lìn nhở. Ê, rờ luôn. Ui. Ui, ông ấy lại ăn mạng đùa chứ. Sao cứ ăn mạng thế nhở? Nó clear hết từng Duy rồi đấy nhá. Thế thì cũng xin là nhá. Uầy. Thế thì cũng xin là luôn sao? Ôi giời ơi. Chuẩn chế. Ai đi nha. Leo. Mất hết rừng boss rồi. Thằng Master Yi vừa đi từ rừng mình ra mất hết rồi. Nó đá chim anh đấy chạy đi à? Được em ơi. Đá chim anh thì sẽ phải trả một cái giá rất là đắt thôi. Tubi con tình yêu đó. Phải không hết được tao con trai. Tubi không tình yêu. Ê. Hello.
Ôi đi nhá. Đen áp, em đen áp. Em đen áp cả em này nữa. Chạy được, chạy được không? Chạy được cho 50. Chạy được cho 50. À lốc bé, lốc bé, lốc bé. Lốc bé. Ôi trời ơi, lốc, lốc cũng chả lốc. Duy đánh con Hikari mình thì có bao giờ là thua. Có bao giờ là thua đâu. Idol ơi, hôm qua lô về 121 đấy đã bảo anh em rồi, mà bảo đánh lúc qua 1221 đi. Là lụm tiền là về bờ thôi. Rồi nha. Hello man. Em ơi. Thế thôi. Rồi trời ơi, đọc hết cả bước đi rừng rồi. Liều nhờ. Ôi rồi ôi. Nó cứ nuột nà của gì ấy. Nó cứ bị nuột nà ấy anh em ạ. Đâu Master gì đâu, Master gì 51 đâu. Từ từ nha, từ từ nha. Hello. Hello. Từ từ, bình tĩnh. Ui giời ơi. Chưa có E, quả là chưa có E nhá. Đừng có trách Duy, đừng có trách Duy. Duy chưa có E. Lại Duy Exciter rồi, lại Duy Exciter rồi. Đã trộn một con chó nào đâu mà Exciter. Đây gọi là Duy tốc độ anh em hiểu không? Duy tốc độ. Sờ mai anh em thấy không? Duy dùng sờ mai thì không trượt được. Em chào anh Duy á, hello em. Úi dồi ôi, Master Duy xem livestream này. Úi dồi ôi, lộ hết rồi. Không sao em. Được em ơi. Đây rồi. À chó, à chó. À chó ơi, à chó ơi. À chó ơi, chạy được cho thêm tiền này. 50. Chán chưa? Ăn nhá. Duy lát hit, Duy lát hit. Lào, chặt tay nhá. Không sao anh em, sợ gì. Chấp đá map luôn. Duy còm đánh là Duy đòm chấp đá map luôn. Không mở trên map anh em hiểu không? Đất trời nhìn phát là biết Duy còm luôn. Livestream không mở còn phải trên map làm gì cả. Ok chưa? Mẹ dành ấy. Mẹ đang phun ngầu kìa. Được chưa? Đấy cái này chuẩn chưa? Duy Karim. Không còn nhiều. Ăn mừng sinh nhật Facebook em mình bằng sắc Quarakin. Làm phép bày tà đi. Ê, nằm mọi người. Xuống bóp. Tôi dâng nhẹ cái năm nào. Được chưa? Chắc thấy là chuẩn chưa? Ai chọc cái thế nhở? Ai chọc chửi rồi. Ai chọc chửi rồi. Ai không biết được bình tĩnh, không biết được cái đầu lạnh ở đây rồi. Hello. Ui rồi ôi, đã hết cả sự quay à? Đây rồi, hello em. Chạy đâu em ơi? Nào, chửi. Chửi bậy đi. Vào luôn. Chửi bậy đi. Chết đi. Chửi bậy. Đừng có đùa mà đi ra rùa nghe chưa. Chửi là đạp vào mặt nó thôi anh. Chuẩn em ơi. Anh đánh như thế này thì làm sao mà em không thả tim vào xe cho anh được. Ok Minh Đức ơi. Nani? Chào Nguyễn Việt nhá, chào Minh Hiệu. Gì đấy? Well, you can keep on
thế sao ta? Nay anh không để ý comment hay sao ấy nhỉ? Nó vẫn đọc mà, chẳng qua là vừa chơi vừa đọc, đọc không được hết thôi, anh thông cảm ấy. Tí nữa ra ngoài lúc chọn tướng ấy thì mình đọc được hết, chứ bây giờ đang vừa chơi vừa đánh không đọc được hết đâu. Đầu xuôi đuôi lọt, được hợp lý. Bao giờ dép comment của em á, đó tuyệt tuyệt chứ anh em, anh em giận dỗi của Khổng Tứ Quỳnh đấy nhở, anh em giận dỗi của Khổng Tứ Quỳnh ấy nhở, đang chơi mà. Tí nữa lúc nào chọn tướng thì đọc hết luôn. Trời ơi, ông Camille lại vội thế. Ông Camille ở nhà có cỗ rồi. Ok anh em thấy hay thì nhớ like và share livestream giúp Duy nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn anh em nhá.